Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review các bạn con xe Speedpass mùa mới, mùa 38. Cô bằng này thì cũng chưa đủ cấp để nhận xe vĩnh viễn nữa, nhưng mà nhận được badge rồi nha. Một lát mình sẽ review con badge này luôn. Và nhắc lại là bạn nào muốn mở gói vinh dự Speedpass thì các bạn nên mở trên website nha. Chỉ có 60.000 thôi. Có bộ đồ như nào. Chủ đề mùa này là chó kỳ. Để coi có động tác không. Có nha các bạn. Xe mùa này rất là to, dài nữa. Mùa này vẫn có skin nha các bạn. Skin hồng các bạn sẽ nhận ở cấp 150. Nhưng mà hôm nay mình chưa review được cái skin này, không có mượn được các bạn ơi. Hoặc là bạn nào đủ 150 cấp sớm thì inbox cho anh mượn nha. Cảm ơn nhiều. Tiệt chiêu khi bật lên co 75% xác suất trong 8 giây, tốc độ tối đa cộng 7 km/h. Dạo này nhiều xe mắc bê kia ta. Xe đấu đớp 310.5. Có bút xe bến biển nữa là được 31 á. Công nhận xe to thật sự. Chuyển hướng ngon nha các bạn. Mượt. Còn skill thì phải vào móc B mới phát động được. Có skill đó. Vọt là B lên đó các bạn à. Nó sẽ có tỷ lệ phát động. Tỷ lệ khá cao nha các bạn, 70% lần á, nên hầu như B lên nó sẽ phát động hết á. 70 rất là cao. Bút tốc cũng nhiều, 7 km lần. Xe ngoại hình nó hơi dị nhưng mà bô lực các bạn. Bô nhìn đẹp nha, lực phết. Với cái skill con này có thể reset nha các bạn. Reset được là nói chung là đang phát động mà chúng ta bê tiếp nó có thể reset được là nó rất là hiệu quả, nó sẽ boost được nhiều hơn. Cái này có một điểm mình thích nữa là cái khả năng đổi hướng mượt thật sự, rất là ngon nha. Xe to mà kiểu như là nó không có nặng mà đổi hướng ngon nữa nên rất là dễ điều khiển, chứ không phải là giống như mấy con Renault đâu. Lái mượt. Nói chung về con xe Speedpass mùa này cũng là một con xe ngon chạy map B khỏe trong dòng Speedpass. Nhưng mà chạy map B thì đánh giá cũng gần ngang Hoa Hồng Vũ Lam á. Nhưng mà đương nhiên Hoa Hồng Vũ Lam nó còn chạy được những cái map XB hoặc những map đường trường nữa. Xét về cái độ toàn diện thì con này nó sẽ không toàn diện như Hoa Hồng Vũ Lam hoặc là Long Long Vũ Sư. Nó chỉ chạy thiên về map B thôi. Nhưng mà bạn nào chưa có xe Speedpass ngon thì vẫn nên lấy. Con này mình khá thích. Nó ở cái điểm là chuyển hướng tốt, không có skill hồi nitro nhưng mà cái khả năng thu khí rít của nó cũng ngon. Sẽ có mấy cái quả bô nhìn lực khi tăng tốc hai bên nó đẩy ra nữa. chiều phát động liên tục luôn, tác động rất là lâu mà còn reset được nữa chứ. Vãi tôi rít trên không. Cái này chỗ nào không lỗi cái pha kia là được 21 luôn á. Test con best Speedpass mùa này luôn nha các bạn, để nâng cấp lên. Rồi mã cấp chưa có cơ duyên nha. Con này skill của nó vọt lên 75% trong 8 giây, tốc độ tối đa cộng 4.8 km/h. Skill nó cũng giống skill của con xe nhé các bạn, có điều là boost tốc độ hơi thấp hơn tí thôi. Xe với bé phát động luôn á, skill giống nhau mà. Tốc cao ghê, hai cái cộng lại là được 10 mấy km luôn mà. Chẳng như bê lên là sẽ có 2 skill luôn á. Cái này cũng ngon, bé mà bút được 5 km là ngon đấy. Bạn nào chưa có bé mắc bê thì vẫn nên lấy cái này nha, nhưng mà chơi lâu dài thì các bạn nên kiếm ngọc lưỡi thần hổ các bạn, để map bay lực thôi. Bút được 6 chấm mấy luôn mà có hồ nitro nữa. Mấy con bé trong bí cảnh là các bạn có thể kè được nha, kè tích pin đó, lấy pin nó săn. À với mấy cái xe bán này nè các bạn, ngoài việc các bạn nạp có xe với đồ rồi là các bạn có mấy cái pin đó, tích mấy cái pin đó để săn các bạn à. Có kim cương rồi nữa, rất là lời nha, nạp xe bát rất là lời luôn. Bạn nào mà muốn tích sân xe hay là tích kim cương là gì đó là vẫn nên nạp xe bát nha, 60.000 mà đổi lại được rất nhiều thứ. Ồ, vẫn lên được top 1. Cái skill nó reset được ngon ghê luôn á. Chạy mấy cái má mà XP á, chúng ta sẽ tận dụng được nhiều mấy cái khúc đường trường đó các bạn. Đó, chẳng hạn nó vừa reset á, thì những cái khúc đường trường này chúng ta sẽ được boost skill rất là lâu, khá là hiệu quả luôn các bạn. Ok, clip của mình đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thứ 2 đừng quên nhấn like đăng ký kênh cho mình nha bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp bạn trong clip sau nhé. Bye bye.